Ngày 22 tháng 11 năm 2023, theo quyết định số 6034 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 390 khung thường trực thuộc quân đoàn 1 được điều chuyển nguyên trạng với quân đoàn 12 và tổ chức lại thành sư đoàn 390 bộ binh, biên chế có một trung đoàn bộ binh đủ quân thời bình. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội trong tiến trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Vừa được tổ chức lại, sư đoàn 390 đã làm tốt ngay mọi công tác chuẩn bị để phục vụ huấn luyện hiệu quả chất lượng trong năm 2024. Ngay sau khi sư đoàn được kiện toàn theo biểu tổ chức biên chế mới, Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn 390 đã tiến hành nhiều biện pháp để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tập trung giáo dục quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức trách nhiệm để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới chúng tôi đã tổ chức ra soát, điều chỉnh tổ chức biên chế, đồng thời kiện toàn các tổ chức đảng, tổ chức quân chúng và các cái nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng ủy quân đoàn xác định phối hợp với cục hậu cần kỹ thuật quân đoàn, viện thiết kế của tổng cục, tổ cục hậu cần ra soát quy hoạch lại mặt bằng tổng thể để xây dựng đơn vị trong đó tập trung ưu tiên cho trung đoàn 48. Chúng làm tốt và công tác chuẩn bị để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Doanh trại Sở Chỉ Huy sư đoàn 390 đến nơi ăn ở khu tăng gia tập trung tất cả đều được tu bổ và làm mới với không gian chính quy xanh sạch đẹp khang trang hơn. Đối với trung đoàn 48 là đơn vị bộ binh đủ quân thời bình được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, mọi công tác chuẩn bị đã được tiến hành chú đáo, đầy đủ, kịp thời. Trước đây thì quân số huấn luyện của chúng tôi nó ít nhưng mà chúng tôi năm nay thì về cái chỉ tiêu huấn luyện là uh, so với các năm trước thì nhiều hơn. Nên là chúng tôi cũng đã uh, củng cố các hệ thống uh, thao trường, tổ chức cái lớp tập huấn, cái khung huấn luyện chỉ sĩ mới uh, và bảo đảm cái uh, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái luyện đệ sĩ mới năm 2024. Thao trường đa năng tổng hợp này của sư đoàn 390 giúp bộ đội xoay vòng đổi tập thuận lợi. Trước đó đơn vị đã tổ chức củng cố làm mới từng phân khu chức năng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu. Ngay sau tập huấn cán bộ năm 2024 của quân đoàn 12, một số loại súng bộ binh mới theo biên chế đã được Trung đoàn 48 tích cực hướng dẫn, tổ chức tập luyện, giúp bộ đội nhanh chóng làm chủ các trang thiết bị. Sau khi có các cái nội dung thống nhất và tập huấn của quân đoàn, đơn vị đã thành lập các cái khung cán bộ huấn luyện cũng như là tiểu khẩu đội trưởng để bộ tổ chức giao nhiệm vụ bồi dưỡng và hướng dẫn hành động và thứ tự động tác các bước của cán bộ trong duy trì và điều hành huấn luyện và luyện tập. Sư đoàn bộ binh 390 được xây dựng theo biên chế mới, tinh gọn mạnh và được tăng cường thêm một số loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Vinh dự lớn cũng đi cùng không ít khó khăn thử thách. Với những giải pháp tích cực, quyết liệt, toàn đơn vị đang nỗ lực để giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi.